Có một câu hỏi, có phải mình thấy mình còn đang giữ giới là còn chấp ngã không? Cái này á thì mình phải coi là cái giới đó như thế nào mới được. Ví dụ như nếu như một cái người mà trang bị cái giới cho mình để cho mình là tốt đẹp hơn, hay là để cho mình hoàn hảo hơn, hay là cái gì đó, hoặc là cái người đó không hiểu được cái giới đó là cái giới gì nhưng mà vẫn cứ là chấp giữ thôi, không hiểu cái giới đó là cái gì, bây giờ là cứ khăng khăng là nhất định là như vậy thôi, thì đúng là nó hình thành bản ngã rồi đó. Tức là trong đó có tư tưởng, có tưởng tượng, có phán đoán, có phản ứng rồi đó, tức là nó trở thành bản ngã rồi đó. Thì trong trường hợp đó giữ giới là có bản ngã. Cho nên cái giới đó thì nó có nhiều cái giai đoạn. Đầu tiên á, cái giới của đạo Phật á, thì còn có nhiều cái tôn giáo khác. Cái giới là cái mà cái ông giáo chủ, ông chủ quan ông đặt ra và ông bắt người khác phải làm theo thôi. Ví dụ bây giờ thầy đập ra một cái hội mà thầy có tiền, thầy có uy thế, thầy thuê người tới làm phụ tá cho thầy. Cho nên bây giờ thầy ra quy luật là phải làm như thế này, phải làm như thế kia thì tôi mới trả lương. Thì cái kỷ luật đó là cái kỷ luật do một ông chủ đặt ra, thì cái đó nó có chủ quan. Còn Đức Phật á, cái mà giới luật của Đức Phật á thì lại cái giới luật là do Đức Phật ngài thấy cái sự việc đó nó như vậy, cho nên á là ngài mới làm. Thì cái luật ở đây đó, cái luật mà trong giới luật của Đức Phật á là loại đi cái chủ quan để sống cho đúng với cái mà nguyên lý thực. Tức là có những cái mình chủ quan, thí dụ như mình sát sanh hay mình trộm cắp, đó là theo ý mình. Rõ ràng nếu mà mình bị giết hay là mình bị ăn trộm thì mình cũng đau khổ, nhưng mà mình lại cứ là lấy của người ta. Nhưng mà khi một cái người mà ý thức mà giữ giới, thí dụ như một người đó không thể nào mà sát hại người khác được, cho nên người đó không sát hại, không thể nào mà lấy của người ta được, cho nên người đó không lấy của người ta. Ví dụ như vậy, tức là người ta thấy rõ cái việc đó, cho nên người ta không làm. Thì điều đó là quá đúng. Cho nên ấy, cái giới luật trong đạo Phật ấy, nó có những cái giai tầng như thế này. Thứ nhất, đối với những người mà không ý thức sống trong cùng một tập thể, nếu như họ không ý thức ấy, thì họ sẽ làm cho cái tập thể đó nó rối loạn đi. Cho nên á, giới luật là cái thấp nhất á, là mang tính chất cấm đoán những việc làm mà có hại cho người khác. Anh không được giác sát hại người khác, anh không được lấy của người khác. Đại khái như vậy, anh không được phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, anh không được lừa dối người khác. Ví dụ như vậy, thì tức là mang tính chất cấm đoán. Đó là giai đoạn đầu, giai đoạn mà của những người không ý thức gì cả, thì bây giờ chỉ có cấm đoán thôi. Cái giai đoạn thứ hai là ngăn ngừa, tức là người này ta cũng không có sát sanh, cũng không trộm cắp, không nói dối, không gì hết. Thế thì bây giờ có thể là một ngày kia tham lam nổi lên rồi thì lấy của người ta không có, cho nên bây giờ là ngăn ngừa trước. Ngăn ngừa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá chẳng hạn, thì để cho người ta là ngăn ngừa đi. Nhưng mà cả hai giai đoạn đó vẫn là hai giai đoạn của những người chưa ý thức. Cái giai đoạn thứ ba đó là bắt đầu đưa vào ý thức, tức là giới là điều học. Giới là điều học. Điều học tức là thế này, qua cái điều đó để mình học ra là cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào làm tốt, cái nào làm xấu, cái nào làm thì hại mình hại người, cái nào làm thì không hại mình hại người, là mình phải học ra được cái việc mình làm. Bất cứ một cái việc làm nào đó mà nhiều khi vi tế, chẳng hạn như thế này, mình lấy nước sôi, mình chế nước sôi, xong rồi cái mình
độ ra ngoài đất. Thì với một cái người mà ý thức kém á, thì cứ độ thôi, đâu có sao. Nhưng một người ý thức cao hơn á, thì thấy rằng là nơi đất đó có thể là có nhiều cái côn trùng. Nếu mình độ xuống cái là rất nhiều cái côn trùng ở đó nó chết. Cho nên người ta thần trọng, người ta cũng độ như vậy. Đang hạn như vậy. Tất nhiên á, là cái giới luật là cái điều học. Cái điều học để mà qua tất cả mọi cái hành động nói năng của mình á, là mình phải học ra cái điều này là nên làm hay không nên làm. Mà cái tiêu chuẩn là hại mình hại người hay không hại mình hại người. Đó là cái tiêu chuẩn đó. Tức là làm cái gì mà có hại cho người khác, cho chúng sinh khác thì không làm. Đó. Thì cái đó nó còn tùy thuộc vào những cái vi tế mà người ta thấy ra. Nhưng mà đầu tiên á, là qua đó làm cái bài học cái đó. Cho nên giới là điều học. Cao hơn nữa đó, giới là thần trọng. Bây giờ mình, ví dụ như mình lái xe, mình không phải là, nếu mà mình lái xe mà không thần trọng á, thì sẽ tông người ta. Lái xe không thần trọng á, thì sẽ mau hư xe. Ví dụ như vậy. Cho nên người ta làm việc gì cũng thần trọng. Thì lúc đó là cái giới mà qua cái điều học là đã bắt đầu ý thức được cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt rồi. Thì bây giờ người ta rất thần trọng để không làm cái việc gì mà nó phương hại đến người khác. Ví dụ nếu mình lái xe mà không cẩn thận thì mình có thể là tông người ta chết. Hay là mình uống rượu trong khi mình lái xe thì có thể là mình không làm chủ được cái tay lái của mình. Chẳng hạn như vậy. Cho nên á, mình ý thức được cái điều đó. Là từ cái điều học mà mình đã học qua tất cả những cái đó thì mình lại là ý thức được, cho nên bây giờ mình thận trọng trong tất cả mọi hành động nói năng của mình để đừng có tổn hại cho người khác, càng nhiều càng tốt. Khi thận trọng rồi đó thì bắt đầu nó cao hơn một chút nữa là tinh tế, tức là từng cái việc nhỏ nhặt, như thử là mình không thể mình lấy một cái hòn đá rồi mình cứ quăng đài một cái. Quăng đài một cái là bên cái chỗ mà cái hòn đá nó rớt xuống một cái là chết bao nhiêu là kiến, bao nhiêu cái con vật này con vật kia gì đó chẳng hạn đó. Cho nên là mình phải vi tế trong từng hành động. Hoặc là giả sử như mình, cái người chồng đi làm việc về thì trong lúc người vợ ở nhà, ví dụ như người vợ ở nhà làm công việc trong nhà mệt mỏi xong rồi bây giờ nằm ngủ một lúc, thì người chồng mở đi đóng về là đập cửa rầm rầm rầm, rồi thì là đóng cửa ầm ầm, thì cái người vợ là thức giấc, tức là cái việc đó nó chẳng phải là giới gì cả, nhưng mà bây giờ là tinh tế là phải gõ cửa gõ nhỏ nhỏ để coi thử lỡ mà vợ mình ở trong nhà đang làm cái việc gì, đang tập trung việc gì, đang ngồi thiền hay là đang là nằm ngủ, thì mình phải tôn trọng. Cho nên mình gõ cửa nhà, mà nếu mà không nghe thì mình ngồi đứng ngoài này đợi. cái còn không là mình cứ rầm rầm rầm, mới đánh vài cái mà không nghe, rồi đánh rầm 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 thêm nữa, đó. Tức là không có giới, tức là không có tinh tế, hành động thiếu tinh tế, đó. Không biết tôn trọng người khác thì cái việc này đó nó không phải là đến sắc sanh, đến trộm cắp, nhưng mà một hành động nhỏ nhỏ như đóng cái cửa cái rầm làm người ta giật mình là cũng không được rồi. Đó. Thì những cái đó là những cái mà tinh tế. Cũng như là du khách vào trong chùa đó, nhiều khi không tinh tế, lau gì đó xong rồi cái vật xuống, cái tiền tay là vật xuống như đó. Những người đó gọi là không có biết giới luật, tức là hành động của họ không tinh tế. Còn hành động tinh tế đó là không có bừa bãi như vậy. Từ thần trọng đi đến tinh tế, từ biết, từ nhận thức ra cái bài học, giới là điều học để thấy ra cái gì đúng cái gì sai, đến thần trọng rồi đến tinh tế đó. Thì khi một cái người đã tinh tế rồi đó thì mọi hành động nói năng của họ là trong lành. Trong lành tức là không, họ nói làm gì đó thì nó làm tốt đẹp cho người khác thôi, chứ không có làm hại ai hết. Thì cái đó là bắt đầu là cái hành động nó trở nên trong lành. Vậy thì tùy theo cái mức độ mà cái người giữ giới luật đó như thế nào mà có bạn ngã hay là không có bạn ngã. Có bạn ngã tức là khi mình hành động theo cái ta,
theo cái ý mình thì cái là gọi là bản ngã. Còn nếu mình hành động thuần theo pháp thì lúc đó không phải là bản ngã. Có hiểu ý thầy nói không? Khi mà mình hành động mà thuần theo pháp á, thì không phải là bản ngã. Nhưng khi mình hành động mà theo ý mình á, thì lúc đó mới là bản ngã. Vậy thì nhiều khi đó có nhiều vị giữ giới luật thật tốt, nhưng mà để cho mọi người là kính trọng mình, hay là để cho người ta từ cái chỗ mình giữ giới như vậy người ta sẽ cúng dường mình, thì như vậy cái giữ giới đó là hoàn toàn bản ngã. Có phải người tu là không được ăn ngũ tân? Nếu ăn sẽ khó tu. Ngũ tân tức là các cái ví dụ như là tỏi hay là gì đó, hành tỏi hay cái gì đó người ta nói rằng là những cái chất này là những chất kích thích làm cho người tu khó tu. Nhưng mà trong luật Đức Phật thì thấy không có nói. Cái này là sao? Bởi vì cái này đó là nó có nhiều cái cách tu. Cái cách tu của Phật giáo đó là tu để khám phá ra sự thật. Tại vì mình mê mờ, si mê, mình không thấy sự thật cho nên mình hành động theo bản ngã. Đó, tức là do mình tưởng tượng, phán đoán, phản ứng lung tung cho nên nó mới là làm sai sự thật. Đó. Cho nên á cái mục đích của đạo Phật á là quan sát để thấy ra sự thật. Thì khi mình thấy ra sự thật rồi á, mình không còn hành động sai lầm nữa. Cho nên đạo Phật là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là nhận thức sai thì bây giờ qua cái sai đó mình nhận thức lại cho đúng. Qua cái hành động sai hại mình hại người đó, bây giờ chỉnh lại cho nó đừng hại mình hại người. Thì như vậy là mình luôn luôn chỉnh, điều chỉnh nhận thức và hành vi. Mà qua cái thực, qua cái thực đang diễn ra đó mà mình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Còn tại vì ngoài đạo đó, hoặc là có một số cái pháp tu đó, ví dụ như người ta luyện bùa, luyện chú, thì nhiều khi người ta phải là tránh không được đi qua cái sợi dây treo, bởi vì như vậy đó là bùa chú mà mất linh đi. Hoặc là ăn cái không được ăn khế, không được ăn hành, ăn tỏi gì đó, bởi vì nếu ăn vô một cái thì ngồi thiền không được. Thì phần lớn những cái đó là những cái mà mang tính sở đắc. Tức là người ta muốn luyện cái gì đó thì người ta phải là kiên cự cái này cái kia. Thí dụ như một cái người mà ăn kiêng đó, tức là để khỏi bệnh này bệnh kia, hoặc là để khỏi cái mập hay là sao đó, cho nên người ta phải ăn kiêng. Thì cũng bên này cũng vậy, người ta muốn là tu để mà đắc được cái này, đắc được cái kia gì đó thì người ta mới phải kiêng cái này cái nọ. Còn đạo Phật á thì không có đắc cái gì cả. Đạo Phật á là có đắc là đắc sự thật thôi. Tức là mình không thấy sự thật cho nên mình làm tầm bậy. Bây giờ mình thấy ra sự thật để mình sống đúng với sự thật cho mình không có làm tầm bậy theo ý mình. Chỉ có vậy thôi. Vì vậy cho nên á là không có cái gì mà bỏ mà cái gì mà không bỏ. Cũng như hồi nãy thầy nói đó, ngay cả giới luật thì cái giai đoạn đầu mới là cấm đoán với là để ngăn ngừa. Chứ còn sau đó mà đã lên được cái mức độ cao rồi thì lúc đó là người ta chỉ có xem đó là cái điều học, rồi thần trọng, rồi tinh tế, rồi là trong lành. Chứ không còn là cái hình thức này nọ nữa. Cho nên là cái giới luật á là rất cần thiết. Cái giới luật là rất cần thiết. Nhưng mà không phải là giới luật có nghĩa là cấm đoán này cấm đoán kia, mà là mình học ra. Thí dụ như thế này, tội đôi lúc, tội hay hành đôi lúc ăn là tốt. Giả sử như mình bị cảm hay là mình bị gì đó thì tội với hành nó lại ăn là tốt. Cho nên nếu mà một cái người mà hiểu biết á, tức là điều học á, khi mà giới luật mà là điều học á, thì lúc đó người ta sẽ thấy rằng là cái nào lúc nào thì nên dùng mà cái nào lúc nào không nên dùng, chứ không có nhất thiết là cái này là không, cái kia là không. Đạo Phật là chỉ thấy ra sự thật đó. Mà khi mà mình đã điều chỉnh lại những cái sai lầm đi thì lúc đó là mình trở về với cái thực muôn đời,
của vạn pháp. Cái thực là cái mà là vô cùng của vạn pháp. Con đọc bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Cuối cùng có câu là yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Vậy tại sao mình phải đọc thêm câu chú đó, trong khi câu đầu là đủ nghĩa rồi? Thực ra đó, cái bài kinh Bát Nhã đó, mà khi mà có cái câu mà người ta nói là câu chú, và người ta nói rằng là đây là đại thần chú, đại minh chú, vô thường chú, có nghĩa là cái chú này là nó cũng đừng có thèm ba cái chú khác, mấy cái chú khác bỏ đi, chỉ có đọc cái chú này là đủ rồi. Vì chú này là chú vô thường rồi, chú này chú cao nhất. À, nhưng mà cao nhất đó là gì? Cao nhất đó chính là câu mà Đức Phật ngài nói. Cái giáo pháp của Đức Phật là nó có nhất hướng. Nhất hướng là xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tình, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Thì cái giai đoạn mà cứ xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tình, chánh trí, giác ngộ, niết bàn đó đó chính là gạ tê, para gạ tê, para san gạ tê, bodhisattva. Gạ tê tức là vượt qua, gạ tê là vượt qua nữa, para gạ tê là vượt qua bên kia, para san gạ tê là vượt qua hoàn toàn, bodhisattva đó là tuệ giác. Vậy thì cái mà thầy nói rằng là tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi, có nghĩa là sao? Bây giờ này, vượt qua cái nhận thức sai, vượt qua hành vi sai, vượt qua nữa, vượt qua bên kia, vượt qua hoàn toàn, đó chính là tuệ giác. Nghĩa là bây giờ này, mình hành động, nói năng, suy nghĩ, mình phải thận trọng, chú tâm quan sát, mình phải trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại để thấy ra được, thấy ra mọi sự mọi vật với một cái tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó chính là đang làm cái công việc mà của Bát Nhã, tức là lấy trí tuệ để vượt qua cho đến khi là vượt qua một cách hoàn toàn. Thì nó là như thế này, con người mình á, trong con người mình hay là trong vàng pháp này thì tất cả đều đã là hoàn hảo. Cái A này này, nó đã hoàn hảo ngay từ đầu. Và thực ra cái tâm của mình đó, hay là qua cả mắt tai mũi lưỡi thân ý đi nữa đó, thì bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nhìn cái vàng pháp này, vàng pháp lúc đầu là hoàn hảo, phải không? Nó sai là tại vì nó chạy qua những cái này mà đi đến, nhất là cái nó sai là sai của giai đoạn này này, giai đoạn mà trong cái ý môn thuần túy, mà khi mà hình thành cái bản ngã đó, khi mà xen vào cái tưởng tượng, phán đoán, phản ứng này đó. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình thấy sự thật để thay thế cái tưởng tượng, và không còn phán đoán tầm bậy nữa, không còn phản ứng tầm bậy nữa, thì lúc đó đó tâm mình là tâm phản ánh cái sự vật này một cách hoàn toàn trung thực. Cái tu tập là vậy nè, đây này, vượt qua bên kia, và ở đây là hoàn toàn chân thực. Đó, không? Hiểu ý thầy nói không? Yết đế này, ba la yết đế này, ba la tăng yết đế, bodhisattva. Tức là lúc đó mình với cái tâm đó, lúc đó là phản ánh trung thực cái sự thật này mà thôi. Không có chú nào cả, chỉ có vượt qua bên kia, vượt qua hoàn toàn thì mới là có tuệ giác thôi, chứ không có chú nào cả. Bỏ hết tất cả chú đi. Cái ý của bài kinh đó là vậy đó. Chứ ý là nói là đây này, đọc cái này này. Đọc cái này thôi, đừng có đọc cái gì khác hết đó, bởi vì đây là đại thần chú, đây là vô thường chú, đây là vô đẳng đẳng chú, là không có cái chú nào mà ăn thua gì hết á. Nhưng mà cái đọc chú này nghĩa là gì? Là vượt qua, mà cụ thể như chúng ta đã thấy ra được cái mà cần phải vượt qua. Phải không? Vượt qua những trói buộc. Cho nên Đức Phật ngài cũng nói này, xả ly,
ly tham, đoạn diệt thì mới an tịnh. An tịnh thì khi đó mới cái thấy biết của mình lúc đó mới là trí tuệ. An tịnh mới chánh trí thì mới giác ngộ niết bàn, tức là trở lại cái như chân như thật của vạn pháp. Vạn pháp vốn như chân như thật và tánh biết của mình cũng vốn như chân như thật luôn. Nhưng mà tại vì trải qua những cái công đoạn này này mà nó xen vào cái ta ảo tưởng. À, và nó cái ta ảo tưởng đó, đó nó tạo ra biết bao nhiêu là phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử. Cho nên bây giờ vượt là vượt qua chính cái mà mình đã tự tạo ra đó. Vượt ra chính cái những cái trước cái chướng ngại, những cái trói buộc, những cái che lấp mình tự tạo ra đó để trở về với cái như chân như thật vậy thôi. Đó là con đường duy nhất. Chứ không tăng không giảm, không cấu không tịnh, không tăng không giảm gì cả. Tức là cái thực tánh pháp là nó như chân như thật rồi. Chỉ tại bên ảo tượng mà tạo ra hình ảnh về người này, hình ảnh về người kia, rồi mình thương, mình ghét, rồi mình đau khổ, mình phiền não. À, phải vượt qua tất cả những cái đó để trở về, để thả pháp lại. Khi nào mà mình nói thế này này, khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng, không sầu, tự tài và vô nhiễm là phúc lành tối thượng. À, cái lúc mà bắt đầu cái tâm của mình trải qua tất cả những cái đó, bây giờ mình lại thấy mọi sự, mọi vật như nó đang là. Tâm mình không có thêm bớt gì nữa, không có phán đoán, không có tạo tác cái gì cả. À, thì lúc đó đó, cái tâm thanh tịnh, sống trong pháp tịch tịnh, thì không có chuyện gì để mà làm, để mà phải nhìn được cả. Mà lúc đó đó là vô cùng. Lúc đó là trở thành vô cùng. Đó. Mà cái tâm mình đó, do đó khi tâm mình đó là mở ra, mở ra. Tại vì mình đó, cứ hình thành đó, hình thành cái riêng. Ví dụ như anh A trải qua cái này thì thành cái bản ngã anh A. Anh B trải qua cái này thì thành bản ngã anh B. Và bây giờ có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu bản ngã. Không? Cho nên đó, mới là cái bản ngã này mới đùng chạm bản ngã kia, rồi mới tưởng tượng, rồi mới đau khổ, mới phiền não đủ thứ. Bây giờ vượt qua bên kia, vượt qua nữa, vượt qua cho đến khi thấy sự thật như nó đang là, thì lúc đó là tuệ giác. Như vậy thì không có chú nào cả. Cái câu chú này nó không có chú gì hết. Có phải đạo Phật là triết học không? Có phải đạo Phật là triết học không? Tạm thời mình thấy đạo Phật của mình nó đang là diễn biến qua ba thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ Đức Phật còn tại thế, thì lúc đó là đạo Phật. Tại sao gọi là đạo Phật? Đạo tức là chân lý, Phật tức là giác ngộ. Đức Phật là cái người giác ngộ chân lý và ngài chỉ cho người khác giác ngộ chân lý thôi. À, chứ còn á, Đức Phật ngài không có nói rằng là tất cả mọi người theo ta làm gì phải làm đấy. Không nói như vậy, mà Đức Phật ngài chỉ cho mỗi người tự thấy ra chân lý, bởi vì chân lý nó đã có sẵn trong mỗi người hết rồi. Không thể nào giả sử như bây giờ thầy là người giác ngộ, thầy không khinh thường những người ngồi đây. Bởi vì tất cả những người ngồi đây là hoàn toàn giống thầy. Tức là thầy có bao nhiêu chân lý thì mọi người ngồi đây đều có bấy nhiêu chân lý. Nếu mà thầy giác ngộ thì chẳng qua là thầy thấy ra được cái chân lý đó, còn người chưa thấy ra thôi. Vậy thì bây giờ nếu thầy thấy ra thì thầy chỉ để cho người khác thấy ra. Cho cái trường đó là nó không liên hệ gì tới thầy. Tức là không phải là do thầy hay là phải là không phải là thầy đưa ra cái phương pháp này, phương pháp nọ, hay là quy định này, quy định kia để cho mọi người đi theo cái chân lý của thầy. Không có. Chân lý là có thầy hay không có thầy, chân lý vẫn là chân lý. Đó. Có mình tất cả chúng ta đây, có chúng ta hay không có chúng ta thì chân lý vẫn là chân lý. Đó. Cho nên á, chỉ có giác ngộ chân lý thôi. Giác ngộ chân lý là xong. Cho nên gọi là đạo Phật. Nhưng mà khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì tiếp theo đó đó là kinh điển được ghi lại. Kinh điển được ghi lại, nhưng mà khi kinh điển ghi lại đó thì không thể nào mà ghi lại hoàn toàn trung thực như lúc Đức Phật ngài nói được cả.
mà thầy đưa ra một con số tạm thời là thầy nói là 25%. Tại sao mà thầy nói con số 25%? Là bởi vì thế này. Tất cả những cái điều Đức Phật nói á, nó có một cái liên hệ với nhau. À, không phải là liên hệ với nhau mà nó là gọi là nó nhất quán. Nó nhất quán, tất cả những lời Đức Phật nói đều chỉ vào cái thực cả. Cho nên một lời thôi cũng được, mà ngàn lời cũng được, cái nào cũng chỉ vào cái thực hết. Thì đó là bởi vì đó là thời kỳ đạo Phật. Đạo Phật tức là chỉ thẳng vào chân lý để thấy để thôi. Đó là cái thời Đức Phật đó. Nhưng mà khi mình ghi lại kinh điển đó, thì không thể nào mà ghi hết tất cả những cái lời thầy. Ngay cả những cái buổi mà thầy giảng đây này, cũng đưa về cho cái bộ phận văn phòng đó, họ mới bỏ bớt cái thầy ho rồi, thầy nói cà lâm rồi, cái gì mà nó dư bỏ hết để cho nó, để khi cho Phật tử người ta nghe nó thông suốt hơn. Thì cũng đã bỏ rồi đó. Nhưng mà thực ra nghe trong đó không bằng là thầy nói cà lâm ở đây. À, nó mới kỳ chứ phải không? Mặc dù thầy nói cà lâm ở đây, nhưng mà chẳng ai là thấy cái cà lâm đó nó quan trọng gì cả, mà người ta lại thấy ra. Nhưng mà bây giờ chưa chắc mở máy ra ngồi đã nghe là thấy. Tại lúc đó nó cũng phải là cái bối cảnh mà đang nói cái này. À, cho nên cái người nghe có thể là nó không có liên hệ gì cái chuyện, cái bối cảnh của mình đang ngồi nói chuyện đây. Vì vậy cho nên á, là cái ghi lại đó đó trên ngôn ngữ thì chỉ ghi lại được 50%. Tức là phải bỏ bớt, bởi vì có những cái nó trùng lập với nhau thì thôi bỏ bớt. Với lại là mình qua cái kết cấu của cái bài kinh thì mình cũng biết rằng là cái kết cấu đó đã lồng vào một cái khung. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài nói thì cứ nói vì sự thật, cái lúc nào sự thật, cái lúc nào là chỉ vào sự thật là được rồi, chẳng cần phải thứ lớp gì hết trơn. Đúng đâu là nói vào sự thật đó thôi, là cho nó không cần thứ lớp. Còn cái người mà phải lý luận từng thứ lớp là người đó chưa thấy sự thật. Còn Đức Phật thấy sự thật rồi, Ngài cứ thẳng ở đó, Ngài chỉ vào thôi. À, do đó nó không cần gì hết trơn. Thế thì bây giờ đó phải sắp xếp lại cho thứ lớp. À, rồi phải sắp lại trong một cái dàn bài. Cho nên đó, cái đó nó chỉ có được 50% cái nguyên vẹn. Cái nguyên vẹn có thể là Đức Phật lúc nói nửa chừng có ho một cái có. Nhưng mà tất cả những cái đó đó là nói lên một cái sự thật rất là kỳ diệu. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thâu âm được Đức Phật nói thì còn đỡ. Còn ở đây mình ghi lại bằng ngôn ngữ. Đó là, thành ra là 50% thôi. Còn cái mà không khí của cái lúc đó đó, tức là tâm Đức Phật làm sao, tâm cái người nghe làm sao, cái hoàn cảnh lúc đó là nóng bao nhiêu độ, bữa sáng hay bữa chiều, lúc đó là người mà nghe là đói bụng hay là nó, tất cả những cái đó thì không ghi được chút nào hết. Không, chỉ ghi lại cái ngôn ngữ nói thôi. Mà ngôn ngữ thì 50%. Còn bên cái mà bối cảnh mà diễn ra đó thì 0%. 0% còn với 50% chia 2 còn 25%. Làm toán. Như vậy á thì nhiều lắm 25% thôi. Nhưng mà bây giờ lúc đó là trở thành giáo. Giáo tức là lời dạy của Đức Phật. Do đó đó, cái thời kỳ thứ hai là thời kỳ Phật giáo. Tức là Phật dạy, lời Phật dạy. Bên kia đó, trong đạo Phật á là sự thật, chứ không phải lời Phật dạy. Ví dụ như thầy nói là đây là cái bản. Thì mình thấy cái bản chứ không còn cái mà đây cái bản là không quan trọng, phải không? Ví dụ như có khi thầy nói là coi đây này. Thầy nói vậy thôi chứ đâu có nói, phải không? Mà vẫn hiểu. Thì bây giờ đó là mình lại là đây, cái sự thật này. Cái sự thật là A. Qua đây nó đã là A phải rồi. Qua đây mình lại là hình thành cái hình ảnh, rồi hình thành cái tên gọi, thì nó đã thành A2 phẩy rồi. Thì cái giáo này là A2 phẩy. Mà A2 phẩy đó là cũng là 25% của A2 phẩy thôi. 50%.
50% của cái A27 thôi. Còn cái nội dung của toàn bộ cái nói đó đó, của một cái buổi nói chuyện mà Đức Phật Ngài nói đó đó, thì hoàn toàn không ghi lại được. Ví dụ như Đức Phật Ngài nói, lúc đó Ngài nói với tâm từ, hay lúc đó Ngài nói với tâm bi, hay lúc đó Ngài nói với tâm hỷ, hay lúc đó Ngài nói với tâm xạ, thì không có ghi lại được. Đó. Do đó đó, bây giờ khi mà trong giai đoạn Phật giáo, chính vì giai đoạn Phật giáo như vậy, cho nên người thì hiểu qua cái ngôn ngữ này, sinh ra phái này, người hiểu ra kiểu khác, sinh ra phái khác, sinh ra phái khác, sinh ra rất nhiều tông phái. Chính là bởi vì qua ngôn ngữ. Cho nên khi đã thành đạo Phật, khi từ đạo Phật là duy nhất, khi qua thành ra là Phật giáo đó, thì mình đã thấy hiện nay là có rất nhiều tông phái. Là bởi vì cái giáo đó nói thì người này hiểu kiểu này thì ra tông phái này, người ta hiểu kiểu ra tông phái kia, vậy thôi. Nhưng bây giờ đó, đến cái giai đoạn 3 rồi, tức là giai đoạn tín ngưỡng. Tín ngưỡng lấy Phật làm thần linh. Tín ngưỡng là gì? Tín ngưỡng đầu Phật, tín ngưỡng Phật, tức là lấy Phật làm thần linh. Bây giờ mình biến Phật, biến Bồ Tát thành thần linh hết. Thay vì mình phải tự giác, phải tự thấy ra, hai vợ chồng cãi nhau quá trời, rồi bây giờ mọi người vô một góc mới lại Phật cho cứu cho con, hai vợ chồng cho con hòa hợp. Mà chỉ cần là phải quan sát để xem thử là cái ý kiến của người chồng nói đúng hay sai, người vợ nói đúng hay sai, cái hoàn cảnh vì sao mà người vợ nói chuyện đó, tại sao mà người chồng phải nói chuyện kia. Nếu mà mình nhìn thấy ra được thì mình hòa hợp, chứ tự nhiên đi cầu Bồ Tát hòa hợp là sao? Sao cầu Bồ Tát hòa hợp được? Trong khi đó mình vẫn cứ là Bồ Tát mới thương mới cho là thôi được, cho hai đứa hòa hợp. Hòa hợp rồi ngày mai cãi nhau lại. Cho nên Bồ Tát không có hơi đâu mà cứ là ngày này là cho nó hòa hợp, rồi ngày mai nó cãi nhau rồi cho hòa hợp nữa, rồi cứ ngày mai cãi nữa rồi cho hòa hợp nữa. Không có Bồ Tát nào mà đi làm công việc đó cả. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là dùng tuệ giác để mà sống, gọi là Bồ Tát. Vậy thì mình phải dùng trí tuệ để mà thấy ra sự thật, để mà điều chỉnh sự thật, điều chỉnh nhận thức và hành vi trong đời sống của mình, để mà loại bỏ những cái phiền não khổ đau do ảo tưởng của mình tạo ra. Cho nên bây giờ mình là trở thành tín ngưỡng có lấy thần linh, mà đã là xem Đức Phật là thần linh đó, thì mỗi người là hiệu mỗi khác. Phải không? Người thì cho thần linh theo kiểu này, người thì cho thần linh theo kiểu kia. Do đó ở trong tín ngưỡng cũng chia ra nhiều tông phái nữa. Vậy thì trong này câu hỏi thứ ba là đạo Phật có phải là triết học hay không? Ở đây nó có chia làm hai, tức là từ nơi chỗ Phật giáo đó, nó mới chia ra làm thành hai. Một đó là tín ngưỡng, và một bên đó lại là tín ngưỡng đó là tình cảm, còn một bên là lý trí. Lý trí đó thì bây giờ đó Phật giáo là trở thành quan niệm, tức là trở thành một cái lý thuyết, trở thành một cái lý thuyết. Mà lý thuyết đó chính là triết học, tức là hình thành triết học. Đạo Phật ngày nay, nếu mà mình không thấy ra được tất cả mọi cái để trở lại gốc, thì hiện nay là chia làm, tức là từ đạo Phật là duy nhất, đưa đến Phật giáo là nhiều tông phái. Từ nhiều tông phái đó có hai khuynh hướng, trong nhiều tông phái nó có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là tình cảm, thì là lấy tín ngưỡng, lấy Đức Phật làm thần linh. Còn một mặt khác đó là lý trí, thì là biến đạo Phật thành hệ thống triết học. Lý luận rất hay, nhưng thực tế thì không là cái gì cả, không được cái gì cả. Lý luận trên trời dưới đất nghe rất là nhưng mà trên thực tế đó, ví dụ như bài kinh Bát Nhã là rất hay, tức là nếu mà mình hiểu bài kinh Bát Nhã theo cái thực á thì rất hay. Nhưng mà có người thì cứ nói ồ thì sắc sắc không không mà có gì đâu. Vậy là xong.
À, mà khi mà mình nói như vậy đó, ồ cái này pháp là huyễn mà, có gì đâu. Đó. Nhưng mà nói huyễn, nhưng mà giờ đang nói huyễn, đang nói sắc sắc không không, về nhà nó mất mấy lượng vàng là coi như đại khái như vậy. Triết học là vậy đó, tức là nói một cái hệ thống lý luận rất là hay mà thực tế không có. Cho nên á, đạo Phật không phải là triết học, đạo Phật cũng không phải là tín ngưỡng, thậm chí không phải là Phật giáo nữa. Mà bao giờ mà mình trở về được với đạo Phật đó, tức là khi nào mà mình thấy sự thật ngay trước mắt mình. Xúc mục vô phi thì đạo, không có cái gì mình thấy mình nghe mà không phải là đạo. Tức là nếu mình trở về lại được cái thấy cái nghe ban đầu này, để đừng có hình thành cái phần sau này, mà chỉ thấy như thực, nghe như thực, xúc như thực, biết như thực, thì ngay đây là xúc mục vô phi thì đạo. Tức là không có cái gì mà không phải là đạo. Y đằng nô nha tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ca yô. Y đằng nô nha tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ca yô. Y đằng nô nha tì nàng ôn tu su kỳ ta ôn tu nha ca yô.